Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là pin của điện thoại Nokia BL4UL dung lượng 1200mAh đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, di động cao cấp.vn đang là đơn vị cung cấp dịch vụ thay mới pin, đơn vị cung cấp pin của điện thoại Nokia hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có mọi loại pin của điện thoại Nokia nói chung và pin của Nokia BL4UL nói riêng thay mới vì các bạn. Khi bị bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến pin của điện thoại Nokia BL4UL lỗi hỏng, pin phồng rộp, pin báo ảo, pin lúc lên lúc không, cần một địa chỉ thay mới pin của điện thoại Nokia 3310. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Chúng tôi luôn có sẵn pin của điện thoại Nokia 3310 TA1030 thay mới vì các bạn, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới pin với pin của điện thoại Nokia BL4UL, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Đối với những khách hàng ở xa không có điều kiện đến với didongcaocap.vn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên tại didongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với khách hàng ở xa không điều kiện đến với didongcaocap.vn, quý vị các bạn có thể liên hệ 024 66 75099. Chúng tôi ship pin đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được pin, quý hàng thanh toán tiền trên bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn.